Dạ em xin chào cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu là một lô phôi sam hương. Mấy cây sam hương này mình trồng trong chậu từ nhỏ đến lớn ha, nên cái bầu này là rễ cám không luôn. Rất là dễ trồng dễ sống, em thấy nó đang đâm mục lên rồi nè. Chỗ nào cũng đang đâm mục hết trơn nè. Gửi tới cô chú anh chị là nó ra chồi, nó mọc chồi lên luôn. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355 hoặc nhắn tin qua Zalo em số này luôn ạ. Cây đầu tiên có mã số là 103. Hoành em đo ở đây là 30. Chiều cao là 29. Cành đổ đây là 27. Cùng một cỡ bầu là 22. Mã số 103. Cây này em xin giao lưu là 500 ngàn, em bao ship ạ. 103. Một trăm lẻ tư. Hoành thân nó là 18. Cành đổ xuống đây là 35. Mã số 104. Cây này 350 em bao ship ạ. Mã số 104. Một trăm lẻ năm. Cây này em báo ha. Đây nó bị bể da chỗ này nè cô chú. Nhưng mà nó sành cứng rồi, nó đang cuốn mép lại nè. Dưới đây tới đây luôn ha. Ở đây sam hương nó dễ kéo sẹo lắm cô chú anh chị. Nuôi một thời gian nó lớn lên là nó liền lại à. Nè. Em chỉ hết ha, cây làm sao là em báo vậy hết luôn. Hoành cây này nó là 31. Chiều cao là 34. Cành đổ tới đây nó là 30. Cây này có mã số là 105. Cây này em xin giao lưu là 500 ngàn, em bao ship ạ. 105. Một trăm lẻ sáu. Cây uống lượng rất là đẹp đó cô chú. Mấy cây này sống khỏe hết rồi, rất là dễ sống luôn. Hoành âm đó đây là 27. Chiều cao là 27 luôn. Cành đổ ở đây là 30. Mã số 106. Cây này 650 em bao ship ạ. Mã số 106. Này phôi sam hương nha cô chú anh chị. Một trăm lẻ bảy. Hoành em đó đây là 20. Chiều cao là 29. Cành đổ là 29 luôn. Mã số 107. Cây này 400 ngàn em bao ship ạ. Mã số 107. Một trăm lẻ tám. Hoành ở đây là 18. Cành đổ là 25. Mã số 108. Cây này 350 ạ. Mã số 108. Cây nào nó cũng đâm mục trơn rồi cô chú anh chị yên tâm ha. Rồi Hoành, cây này có mã số là 109. Hoành
Quán đây là 18. Chiều cao là 36. Cành đổ là 30. 109, cây này 350 ạ. Mã số 109. Rồi mã số 110. Quạnh đây là 21. Chiều cao là 28. Cành đổ là 28 luôn. Rồi mã số 110. Em xin giao lưu là 400.000 em bao ship ạ. Mã số 110. Một trăm mười một. Quạnh đây là 21. Chiều cao là 30. Cành đổ là 29. Cây lắc lượng rất là đẹp đó cô chú. Mã số 111, 450 em bao ship ạ. Mã số 111. Một trăm mười hai. Cây này dáng rất là đẹp luôn. Đế của chú anh chị thấy đế luôn ha. Hoành cây này nó là 25. Chiều cao là 40. Cành đổ là 30. Mã số 112. Cây này 600.000 em bao ship ạ. Mã số 112. Một trăm mười ba. Quạnh đây là 27. Chiều cao là 30. Cành đổ là 33. Mã số 113. Cây này 500.000 ạ. Mã số 113. Một trăm mười bốn. Hoành thân là 220. Cành đổ tới đây là 30. Cây này có đế, đế nở luôn nha cô chú anh chị. Cái củ đế ở đây là 28 ha. Mã số 114. Cây này 350 ạ. Mã số 114. Một trăm mười lăm. Rồi em đo hoành ở đây là 24. Cành đổ là 35. Mã số 115. Cây này 400.000 ạ. Mã số 115. Một trăm mười sáu. Cây này nó bị lũa ngay đây ha cô chú, nhưng mà nó đang cuốn mép sành cứng rồi. Mã số 116 ạ. Hoành ở đây là 20. Chiều cao là 30. Chiều dài là 30. Mã số 116. Cây này 400.000 luôn ạ. Sam hương là cây rất là dễ nhanh kéo sẹo luôn ha cô chú anh chị. Lỡ có bị chày da chút đỉnh thì không sao hết cô chú. Nó kéo sẹo nhanh lắm.
Mã số 117 cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Hoành cây này nó là 20, chiều cao là 46, cành đổ này là 37. Mã số 117, 400.000 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào ạ.